Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay, mùng 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước, gần 230.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới. Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển đến quý vị và các bạn không khí ngày khai giảng năm học 2023-2024 tại các địa phương trong tỉnh. Trước hết sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố về khả năng trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành giáo dục. Trong thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắn nhủ các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, ở miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời và mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới và tương lai các em đang rộng mở, thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất phát huy sở trường cá nhân trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm chất, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Trong thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu là nhiệm vụ chung của nhà trường gia đình và xã hội chủ tịch nước mong muốn các thầy cô giáo hãy vượt qua khó khăn luôn giữ vững đam mê tâm huyết với nghề các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường xã hội còn cấp ủy chính quyền địa phương phải có những quyết sách kịp thời và đúng đắn xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch lành mạnh an toàn để các cô giáo thầy giáo và các em được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Dù còn nhiều khó khăn, chăn trở khi bước vào năm học mới, song Chủ tịch nước mong muốn tất cả hãy cùng vững vàng tiến bước, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh phải luôn xứng đáng là địa chỉ đỏ, là nơi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, trao gửi con em học tập, rèn luyện. Đó là lời căn dặn của đồng chí Trậu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với thầy và trò nhà trường. Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và thành phố Tuyên Quang. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lãng hoa chúc mừng. Những tiếng vỗ tay rộn rã, những tiết mục văn nghệ tưng bừng. Tiếng trống báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu với gần 500 học sinh của trường phổ thông dân tộc bộ trú Trung học phổ thông tỉnh. Là ngôi trường chuyên biệt với sứ mệnh nuôi dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ người dân tộc cho địa phương và đất nước. Trong những năm vừa qua, thầy và trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, khẳng định vị trí top đầu về chất lượng giáo dục toàn diện trong hệ thống trường trung học phổ thông của tỉnh, của khu vực và cả nước. Trong 3 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp và đủ điểm xét vào các trường đại học, dự bị đại học và cao đẳng đều đạt 100%. Trung vui với các thầy cô giáo và căn dặn kem học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí bí thư tỉnh ủy Trầu Văn Lâm nhấn mạnh: Được học tập, rèn luyện dưới mái trường có bề dày truyền thống hơn 60 năm là niềm vinh dự tự hào to lớn đối với kem học sinh. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh ưu tú đã trưởng thành, công tác trên mọi miền của đất nước và thành đạt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều em đã trở về quê hương, xây dựng bản làng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn nhà trường tiếp tục phấn đấu, vươn lên trở thành nơi tin cậy để nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh gửi gắm con em theo học. Các em học sinh cần rèn luyện, học tập tốt, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của gia đình, thầy cô giáo và quê hương. Nhân dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho thầy và trò của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh. Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đại biểu đã đi thăm cơ sở vật chất của nhà trường. Chiều nay, đồng chí Trưởng Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tiếp đoàn công tác công ty cổ phần Eric Nhật Bản do ông Honha Histoshi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty làm trưởng đoàn đến chào xã giao cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Eric là đơn vị có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện sinh khối và hiện đang triển khai một số dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện đang đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sinh khối tại Tuyên Quang công suất 47 MW và đã tiến hành các cuộc khảo sát thực địa tại Tuyên Quang. Doanh nghiệp cũng đã được chấp thuận dự án xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Tuyên Quang. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trọng Văn Lâm chúc mừng công ty đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối tại tỉnh và mong muốn công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để nhanh chóng khởi công nhà máy. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh Tuyên Quang rất quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo và có nhiều lợi thế về lĩnh vực này với tiềm năng về rừng trồng và nhiều phế phụ phẩm từ nông nghiệp khoảng 1,4 triệu tấn trên năm phục vụ công nghiệp tái tạo. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án điện sinh khối trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, đầu tư tại Tuyên Quang sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và địa phương, tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật để công ty tập trung đầu tư và phát triển tại Tuyên Quang. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác công ty cổ phần Eric Nhật Bản. Ông Hona Histoshi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Eric, trân trọng cảm ơn tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện để công ty khảo sát đầu tư tại tỉnh và bày tỏ mong muốn tiếp tục xúc tiến, hoàn thiện các thủ tục để xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh về việc tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nói chung, công ty cổ phần Eric nói riêng đầu tư tại Tuyên Quang. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với đoàn công tác về lĩnh vực trọng điểm phát triển công nghiệp, hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện công tác quy hoạch đất đảm bảo cho các dự án triển khai trên địa bàn thuận lợi nhất. Đồng chí bày tỏ mong muốn hợp tác với công ty và cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Tuyên Quang, công suất 150.000 tấn viên nén trên năm. Trao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho ông Hona Histoshi, chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần Eric Nhật Bản. Chương trình xin được trở lại với các thông tin về ngày khai giảng năm học mới 2023-2024. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đây là đơn vị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023. Trong năm học vừa qua, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh xuất sắc đạt trên 94%. Có 318 lượt học sinh đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 31 giáo viên được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia. Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các thầy giáo cô giáo phải nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao của nghề dạy học, dành tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm tận lực với nghề vì sự nghiệp chồng người, thực sự là người truyền lửa, truyền cảm hứng, khơi dậy sự sáng tạo, đam mê học tập của học sinh, tạo môi trường để mỗi học sinh luôn có động lực, khát khao trở thành học sinh giỏi tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi, đặc biệt là học sinh giỏi cấp quốc gia phấn đấu có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tin tưởng học sinh nhà trường sẽ luôn tự giác học tập, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, chăm chỉ học tập, có ước mơ, khát vọng, xác định cho mình mục đích, động cơ học tập đúng đắn để góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố tuyên quang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các thế hệ nhà giáo, học sinh của nhà trường tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, có phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Cũng trong sáng nay, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Thổ Bình, huyện Lâm Bình. Trong năm học vừa qua, trường Tiểu học Thổ Bình đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giáo dục, duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia được giữ vững và nâng cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên ngày một nâng cao về kiến thức, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường được bổ sung, xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn. Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Thổ Bình có gần 600 em học sinh, trong đó đón trên 100 em học sinh khối lớp 1. Nhà trường tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường theo các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Tại buổi lễ khai giảng, trường Tiểu học Thổ Bình vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới. Với chủ đề đoàn kết kỳ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo tâm huyết cùng tác phong làm việc khoa học, chủ động sáng tạo, thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, an toàn và hạnh phúc ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả giáo dục mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Tân Trào đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục rèn luyện, đổi mới phương pháp dạy học, tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong giảng dạy, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, mong muốn các học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ học tập rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tới dự chung vui trong ngày lễ khai giảng với tập thể giáo viên, học sinh trường tiểu học Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Bước vào năm học mới, nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường đề ra là tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tập trung các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 4, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học và quản lý. Tại lễ khai giảng, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường tiểu học Hợp Thành huyện Sơn Dương. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới và trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn thành phố Tuyên Quang. Phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nông Thị Bích Huệ nhấn mạnh, được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm vinh dự tự hào và là động lực để thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tiếp tục nỗ lực thi đua, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối Trung học cơ sở của tỉnh. Giữ vững những thành tích đã đạt được, tập trung xây dựng đội ngũ thầy cô giáo vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua dạy và học gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh các em học sinh cần ra sức thi đua học tập chăm chỉ rèn luyện đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ phân đấu trở thành những công dân tốt góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh huyện Yên Sơn, đồng chí Phùng Tiến Quân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự và chia vui với thầy và trò nhà trường nhân ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đồng chí đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và đề nghị trong năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phùng Tiến Quân đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Thịnh huyện Yên Sơn. Nhiều phần quà đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Đức huyện Nam Yên đón 235 em học sinh vào học lớp 6, nâng tổng số học sinh lên trên 800 em. Nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ theo nội dung của phong trào xây dựng trường học an toàn, xanh sạch đẹp, thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường. Nhiều phần quà cũng đã được trao tặng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 với thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên thành phố Tuyên Quang. Năm học vừa qua, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và đạt top 5 trường trung học phổ thông có thành tích tốt nhất về số lượng, chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99%. Có 60 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí giám đốc công an tỉnh Phạm Kim Vĩnh mong muốn trong năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự lễ khai giảng và trao cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho trường Trung học phổ thông Sơn Dương nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong những năm qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường từng bước được nâng cao. Xếp hạng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 6 bậc so với năm học trước. Số học sinh đạt giải tại các cuộc thi tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Sơn Dương có một sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đạt giải ba. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã dự lễ khai giảng năm học mới trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đã trao bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho trường tiểu học Bình Thuận. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng. Hội khuyến học các cấp và các đơn vị doanh nghiệp đã trao 19 suất học bổng cho các em học sinh nghèo quan cảnh khó khăn của nhà trường. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự khai giảng năm học 2023-2024 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đạo Viện, huyện Yên Sơn. Với trên 80% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, bước vào năm học mới, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đạo Viện quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương thức giảng dạy, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Minh Quang, huyện Lâm Bình. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị thầy và trò nhà trường quán triệt và thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ năm học. Các thầy giáo cô giáo cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao của nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, tiếp tục dành sự tâm huyết, trách nhiệm tận tâm, tận lực với nghề, vì sự nghiệp trong người. Ngoài việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, các thầy giáo, cô giáo phải khơi gợi, thắp lên ngọn lửa đam mê, hăng say học tập, ước mơ, hoài bão và khát vọng công hiến, xây dựng quê hương đất nước cho mỗi học sinh. Đồng chí đề nghị các ủy chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp, các thế hệ nhà giáo, học sinh tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác giáo dục của nhà trường. Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị trường phát huy thành tích đạt được, hoàn thành các nhiệm vụ năm học đề ra, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, duy trì tốt kết quả học sinh thi đỗ tốt nghiệp, nâng cao tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức, trí thức, đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhân dịp này, trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa Vinh Dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong khối thi đua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023. Sau đây là không khí ngày khai giảng năm học mới tại các địa phương trong tỉnh. Sáng nay mùng 5 tháng 9, học sinh các cấp học bậc học trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2023-2024, toàn huyện Lâm Bình có 30 trường học với tổng số 467 lớp, hơn 12.660 học sinh. Với chủ đề đoàn kết kỳ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đột phá, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên thông qua phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục lễ khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện Na Hang được tổ chức ngắn gọn trang trọng tạo khí thế phấn khởi động viên các thầy cô giáo và các em học sinh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Năm học này toàn huyện có trên 11.500 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Song song với việc đảm bảo về cơ sở vật chất trường lớp học, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tại huyện Chiêm Hóa, 74 đơn vị trường học đã long trọng tổ chức lễ khai giảng Năm học này, chiêm hóa có trên 1.000 nhóm lớp với trên 30.000 học sinh. Huyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đề án về công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11, duy trì và nâng cao chất lượng, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, vận đấu tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 43% xây dựng 3 trường đạt trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 41 trường. Sáng nay, các trường học trên địa bàn huyện Nam Yên cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn huyện diễn ra ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh bước vào năm học mới. Để đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học này, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức tổng vệ sinh, trang trí lớp học, khuôn viên trường lớp, đầu tư nâng cấp bổ sung các trang thiết bị, đảm bảo khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Các trường phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác dạy và học, qua đó góp phần duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Hơn 37.700 học sinh các bậc học tại 84 trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn cũng đã tương bừng bước vào năm học mới 2023-2024. Để đảm bảo về cơ sở vật chất cho năm học mới, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và các công trình phụ trợ. Đặc biệt, ngay trước thềm năm học mới, trên địa bàn huyện đã có 7 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. 14 công trình đang thi công với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 47 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 56%. Trong năm học mới, ngành giáo dục huyện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Năm học này, huyện Sơn Dương có 104 trường học, trong đó có 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và 3 trường công nhận lại. Công tác xây dựng cơ sở vật chất các trường học được quan tâm chú trọng. Đầu tư kinh phí từ ngân sách và các nguồn vốn khác trị giá trên 217 tỷ đồng để xây mới phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố trung bình lên trên 70%. Nhân dịp năm học mới, nhiều phần quà học bổng đã được trao cho các em học sinh, quan cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập trên địa bàn huyện. Cũng tại huyện Sơn Dương, Nhân dịp năm học mới, Việt Theo Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết 10 năm chương trình trao học bổng vì em hiếu học. Năm nay là năm thứ 10, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo triển khai chương trình vì em hiếu học. Tại Tuyên Quang, chương trình đã trao 7.800 suất học bổng trị giá gần 9 tỷ đồng cho các em học sinh tại 65 xã vùng sâu vùng xa của tỉnh. Tại lễ tổng kết, Việt Theo Tuyên Quang đã trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh của ba xã Bình Yên, Lương Thiện và Minh Thanh. Cùng với đó, Việt theo cũng đã trao 630 suất học bổng tại 63 xã trên địa bàn tỉnh để các em có những nguồn động viên kịp thời ngay trong ngày khai giảng năm học mới. Rộn ràng, vui tươi, nhiều hy vọng và quyết tâm cho một năm học mới, tháng lợi mới. Đó là không khí chung của các trường học trong ngày khai giảng, ghi nhận của phóng viên thể sự. Không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường rộn ràng khắp các tuyến phố con đường. Sáng nay, nhiều phụ huynh, nhất là cấp mẫu giáo, tiểu học, đã có mặt từ sớm để đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Con đã đưa con đến trường rất là sớm, con cảm thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Khi gặp lại các bạn và thấy cô sau 3 tháng hè, con sẽ cố gắng hết mình học tập thật tốt. Lễ khai giảng được diễn ra trong không khí vui tươi, hào hức. Các chương trình văn nghệ cho mừng sôi nổi, hào hứng. Với chủ đề đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Năm học này, ngành giáo dục và đào tạo tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Năm nay thì em cũng vừa mới bước vào trường nhưng mà thấy không khí khai giảng của trường thì rất là vui tươi. Toàn thể giáo viên trường tiểu Hồng Thái uh, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm học này cũng là năm học uh, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình thay sách đối với học sinh lớp 4. Vì vậy mà tất cả cán bộ giáo viên chúng tôi đều nỗ lực học tập để làm sao đem đến kết quả tốt nhất cho các em học sinh. Hòa chung với không khí vui tươi chào đón ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, chúng tôi thì là những người giáo viên thì rất là cảm cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi vì ngày hôm nay các học sinh đi rất là đầy đủ và chúng tôi cũng thấy, bản thân chúng tôi cũng thấy rằng là chúng tôi phải cố gắng thật nhiều trong năm học và quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ năm học. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 460 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông với hơn 13.000 cán bộ giáo viên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 55,7%. Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, vui tươi, rộn ràng, đã tạo khí thế và quyết tâm cho thầy, cô giáo, các em học sinh phấn đấu đạt những thành tích cao nhất trong năm học mới. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 780 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Ban chỉ đạo nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khai thác cung ứng vật liệu xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình dự án theo đúng tiến độ bảo đảm chất lượng ra soát kết nối đồng bộ với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư khai thác quỹ đất thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng địa phương và cả nước theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng kế hoạch năm 2023 của cả nước tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022, trong số đó vốn trong nước đạt trên 43%, vốn nước ngoài đạt 25,95%. Có 11 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ 40% trở lên, như Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 65,38%, Ngân hàng Nhà nước 62,75%, Ngân hàng Phát triển 100%, tỉnh Tiền Giang 62,12%, tỉnh Long An 66,18% và tỉnh Đồng Tháp 66,94%. Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, vẫn còn 41 bộ cơ quan trung ương và 30 địa phương chỉ giải ngân đạt dưới 40% kế hoạch vốn. Trong số đó, có 33 bộ cơ quan trung ương và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch vốn. Tin Thế Giới, trong phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này sẽ trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen ngay khi các yêu cầu được đáp ứng. Ông Putin cho biết, sản lượng ngũ cốc của Nga có thể đạt 130 triệu tấn trong năm nay và tiềm năng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức 60 triệu tấn. Trong khi đó, ông Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đang cùng với Liên Hợp Quốc xem xét một gói các đề xuất mới Ông tin tưởng các đề xuất này sẽ góp phần nối lại thỏa thuận sớm nhất có thể. Tổng thống Nga cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục xuất khẩu lương thực và phân bón nhằm góp phần ổn định giá lương thực toàn cầu. Báo cáo của các nhà khoa học liên hợp quốc cho thấy sự lây lan của các loài xâm lấn trên khắp thế giới đã khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Mức độ thiệt hại kinh tế từ các loài sinh vật ngoại lai đã tăng 4 lần mỗi thập kỷ kể từ năm 1970 đến nay. Đây là kết quả nghiên cứu được tiến hành trong 4 năm qua của 86 nhà khoa học đến từ 49 quốc gia về tác động toàn cầu của các loài xâm lấn. Hiện có khoảng 37.000 loài ngoại lai được ghi nhận. Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trong tương lai. Sự bành trướng của những sinh vật này là mối nguy hại cho sự tồn tại của môi trường hệ sinh thái bản địa, gây mất đa dạng sinh học. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc các cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục và các học sinh năm học mới, thắng lợi mới. Với khi thế sôi nổi của ngày khai giảng sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình thời sự sau.